Kính chào quý vị, một cô gái Việt Nam trẻ vừa là bác sĩ, vừa là thiếu tá quân y trong Hải quân Hoa Kỳ. Đó là câu chuyện thành công của bác sĩ, thiếu tá quân y phi hành Josephine Nguyễn Cẩm Vân mà Trà My có dịp giới thiệu đến quý vị trong chương trình hôm nay, có mặt trong studio của đài VOA. Xin chào bác sĩ Vân. Dạ, chào, chào chị. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với studio này. Thì bây giờ Trà My muốn được hỏi chị, vì sao một cô gái Việt Nam trẻ lại quyết định đi theo và chọn con đường binh nghiệp làm sự nghiệp của mình? I think that's a question that both my sister and I have been asked multiple times. Cả hai chị em tôi đều vào Học viện Hải quân Mỹ và tốt nghiệp năm 1999. Chúng tôi tham gia quân đội vì ảnh hưởng từ cha mình. Ông từng phục vụ Hải quân của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Cha tôi thường nói về tình yêu và sự cống hiến cho đất nước. Vì thế, chị em tôi quyết định tham gia quân đội Mỹ để phục vụ đất nước đã cưu mang và cho mình cơ hội phát triển. Chị có thể cho biết một chút xíu về công việc của chị hiện nay như thế nào không? Sure, yeah. So I see patients at Walter Reed National Military Medical Center. Tôi đang khám chữa bệnh tại trung tâm quân y Walter Reed, bệnh viện bang Maryland, chuyên phục vụ các quân nhân trong quân đội và hải quân Mỹ. Ngoài ra, tôi còn chịu trách nhiệm tuyển dụng các sinh viên gia nhập hải quân. Tôi cũng nằm trong ban xét duyệt cấp học bổng cho các sinh viên muốn theo học y khoa. Rồi sau khi ra trường, họ sẽ làm việc cho Hải quân trong 4 năm. Tôi đi nhiều nơi trên nước Mỹ thuyết trình với sinh viên để chia sẻ kinh nghiệm trong Hải quân. Tôi hoàn tất thời gian làm bác sĩ nội trú tại Đại học Pennsylvania chuyên khoa da liễu năm 2010. Sau đó tôi được lệnh tới trung tâm Walter Reed công tác. Trước đó thì những công việc của chị như thế nào? Chị có đi xa? Yes. So after the Naval Academy, I went to Stanford for medical school. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân, tôi vào trường y Stanford ở California trong 4 năm. Hoàn thành thời gian thực tập, tôi vào trường bay ở Florida. Thời gian học bay đối với bác sĩ quân y là nửa năm. Sau đó tôi sang Nhật làm y sĩ phi hành khoảng 2 năm. Đối với một cô gái Việt Nam mà tham gia vào quân đội thì Trà My nghĩ rằng có rất là nhiều khó khăn, thử thách. Thì chị có thể sơ qua một vài những cái khó khăn mà chị cảm thấy là lớn nhất đối với chị trong con đường binh nghiệp của mình. Yes, I think there was different hardships in different phases of my life. So, bước vào Học viện Hải quân, tôi phải rời ba mẹ. Không còn được ba mẹ bên cạnh chăm sóc như trước, phải tự lập hoàn toàn và học cách trở thành một người lãnh đạo. Thêm vào đó là những yêu cầu về thể chất và những kỷ luật nghiêm ngặt của quân trường. Đó là những cái tôi sợ nhất lúc đó. Nhưng giờ đây nhìn lại, tôi hiểu rằng để trưởng thành, người trẻ cần phải bước ra khỏi vành đai an toàn của riêng mình. 4 năm ở Học viện Hải quân là những năm gian khó nhất đối với tôi. Tôi chỉ tập trung vào đèn sách và học tập nền giáo dục của quân đội. Để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, tôi phải nỗ lực từng ngày. Và tôi gặt hái được thành quả khi tôi tốt nghiệp với thứ hạng Á khoa. Đối với tôi, thử thách lớn nhất là học cách trở thành một người lãnh đạo từ chính những giá trị của mình. Giờ đây tôi vui mừng vì đạt được vị trí hôm nay để với những giá trị Á Châu mà tôi thừa kế, tôi có thể cống hiến trong lĩnh vực y khoa lẫn trong vị trí lãnh đạo ở Hải quân. Nhưng mà theo chị đó thì cái vai trò của cái tinh thần lãnh đạo leadership nó có ý nghĩa như thế nào đối với nữ giới nói riêng và đối với tuổi trẻ nói chung? Leadership, what I've realized is người có tinh thần lãnh đạo là người luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, luôn sẵn sàng làm việc nhiều nhất và không bao giờ vụ lợi cá nhân. Khi tôi tốt nghiệp trường y Stanford và Học viện Hải quân, nhiều người cho rằng chắc là tôi hạnh phúc và hãnh diện lắm. Mặc dù bên ngoài tôi nói là tôi rất phấn khích, nhưng trong lòng không mấy vui. Nhiều năm qua tôi đã suy nghĩ về điều này và lý do mà tôi không vui là vì tôi đã quá tập trung vào công việc của riêng mình để được vào những trường danh tiếng, ra trường ở hạng cao và trở thành một bác sĩ. Nhưng giờ đây, trong cương vị một bác sĩ, tôi hướng sự tập trung của mình vào bệnh nhân, vào những người xung quanh tôi. Đó mới chính là thành tựu làm tôi hài lòng nhất. Trách nhiệm mới của tôi trong Hải quân là tuyển dụng sinh viên gia nhập vào Hải quân và trở thành một bác sĩ quân y. Tôi đặc biệt chú ý tới những sinh viên gốc Á, đặc biệt người Việt Nam. Giá trị của những người Việt dạy tôi về truyền thống gia đình, tinh thần làm việc chăm chỉ và biết nghĩ đến người khác. Các giá trị của người Mỹ dạy tôi phải vươn ra ngoài vành đai an toàn của mình, đặt mình vào những tình huống khó khăn và phát triển thành một người lãnh đạo. Đó là những điều tôi muốn chia sẻ với các bạn thanh niên để các bạn trở thành những nhà lãnh đạo thành công trong lĩnh vực mà các bạn đam mê. Ngay bây giờ đó thì khi mà nhìn lại những cái chặng đường mà chị đã trải qua đến với thành công ngày hôm nay đó, thì chị có nghĩ rằng có điều gì mà chị
làm cho chị hài lòng nhất và có điều gì mà chị cảm thấy chưa thật sự hài lòng? Gosh, I am right now. I think I am the happiest I've ever been, and it's exactly what I highlighted earlier to you. Is that bây giờ là lúc tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất vì tôi không còn tập trung vào bản thân mình hay những gì mong muốn cho bản thân nữa, mà vào những người chung quanh và giúp đỡ cho họ. Chị có đi về Việt Nam 3 lần, thì trong những cái chuyến đi đó thì là chị đi với tư cách là cá nhân hay là với tổ chức, và những cái chuyến đi đó kéo dài bao lâu và chị đã làm được những gì tại Việt Nam? So one trip I went with Project Vietnam. It's a well-known organization in California that một chuyến tôi đi với Project Vietnam, một tổ chức được nhiều người biết đến ở bang California, hàng năm về Việt Nam khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Hai lần tôi đi cùng bạn bè, tôi đã tự mua các thiết bị y tế mang về giúp một số làng quê nhỏ bé ở miền Nam Việt Nam. Từ những chuyến đi này, tôi học được bài học rằng chúng ta không nên than phiền mà hãy sống và giúp đỡ người khác hết lòng. Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng các bạn đừng than phiền mà ngược lại, hãy chấp nhận những khó khăn và học hỏi từ đó. Hãy luôn mỉm cười và giữ thái độ lạc quan. Khó khăn sẽ giúp chúng ta trưởng thành và trở thành những thành viên đóng góp hữu ích cho xã hội. Trong tương lai chị có dự định trở lại Việt Nam? Yes, so I'm excited this summer. Vâng, mùa hè năm nay, tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ USS Mercy sẽ thực hiện chuyến đi nhân đạo 3 tháng tới khu vực châu Á Thái Bình Dương bắt đầu từ tháng 7. Chúng tôi sẽ ghé Việt Nam 2 tuần trong chuyến đi này. Tôi tham gia với tư cách là một bác sĩ quân y Hoa Kỳ trong đoàn khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Tất cả những cái kinh nghiệm mà chị đã trải qua tại quân trường, với hải quân, với trong ngành y, thì chị nghĩ rằng là cái bài học lớn nhất mà chị có được từ tất cả những cái kinh nghiệm đó là gì? Gosh, there's so many things that I've learned in my past 34 years of life that có rất nhiều điều tôi học hỏi được trong những năm qua, và thời gian gần đây tôi đọc rất nhiều sách về khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tới được Hoa Kỳ là cơ hội tốt nhất mà tôi và gia đình tôi có được. Vì vậy, tôi muốn đóng góp lại cho nước Mỹ bằng cách tham gia vào các vấn đề đối ngoại, ứng dụng các giá trị Á Châu và kinh nghiệm có được trong quân đội Mỹ để giúp cải thiện các mối quan hệ giữa Mỹ với các nước. Chị ứng dụng cái giá trị của người Việt Nam bao nhiêu phần trăm và giá trị của mình như là một người Mỹ bao nhiêu phần trăm? Nói một cách khác là chị nghĩ rằng là chị bị ảnh hưởng bởi những giá trị Việt Nam truyền thống hay là những giá trị của nước Mỹ này nhiều hơn? I think if someone asked me if I was Vietnamese or American, ai hỏi tôi rằng tôi là người Việt Nam hay người Mỹ, tôi sẽ trả lời tôi là cả hai. Tôi thấy người Việt là người tử tế nhất. Tôi học được cách giao tế, tương tác với mọi người từ việc tiếp xúc với những người Việt quanh mình. Sinh trưởng ở Mỹ cho tôi những cơ hội mà ở Việt Nam không có được. Cả hai yếu tố này tạo nên con người tôi ngày nay, và tôi biết ơn cả hai. Như vậy thì chị cũng có rất là nhiều cái mà quyến luyến gần gũi với nguồn gốc của mình cũng như với quê hương của mình. Thì chị có bao giờ nghĩ rằng là có một điều gì đó mình có thể góp phần cho quê hương của mình thì chị sẽ làm điều gì? I think that's a great question, because I câu hỏi này cũng là điều tôi suy nghĩ hàng ngày. Tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ Việt Nam đừng tập trung vào bản thân mình mà hãy nghĩ về những người chung quanh. Thành tựu lớn nhất trong đời sống là sự phục vụ người khác. Mục tiêu của tôi trong tương lai là tiếp tục về Việt Nam, cho dù là trong sứ mạng nhân đạo với Hải quân. Đó là điều tôi rất đam mê và hy vọng sẽ tiếp tục. Cảm ơn chị rất là nhiều đã dành thời gian đến với Đài VOA hôm nay trong buổi nói chuyện này. Và Trà My xin chúc là chị sẽ thành công trong những cái dự định sắp tới trong tương lai, cũng như là trong những chuyến đi về Việt Nam của chị trong tương lai. Thank you. Cảm ơn chị, Trà My. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn rất nhiều.